Chiều 10, trao đổi với pháp luật thành phố Hồ Chí Minh, ông Cao Toàn Mỹ cho biết ông đã nhận được quyết định của Cục Quản lý về việc thu hồi, tạm giữ 2.5 tỷ đồng của ông. Ngay sau khi nhận được quyết định này, ông đã gửi đơn khiếu nại đến Công an thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để bày tỏ sự phản đối. Ông Cao Toàn Mỹ cũng cho biết ông đã ủy quyền cho ông Trần Huy Tuấn trả lời báo chí về các vấn đề liên quan đến ông trong vụ án này. Theo đó, ông Mỹ cho rằng 2,5 tỷ đồng mà Thủy Dung tự nguyện nộp và nhờ các luật sư trả lại trước một phần cho ông là tiền tang vật của vụ án do chính Thủy Dung thừa nhận đã hưởng lợi từ việc giúp Phương Nga chiếm đoạt số tiền 16,544 tỷ đồng của ông. Ông không đồng ý việc các luật sư ra quyết định thu hồi mà không nêu được lý do thuyết phục và có căn cứ hay quyết định đình chỉ vụ án. Theo quy định của luật tố tụng hình sự thì các luật sư không thể buộc bị can khắc phục hậu quả. Điều này có nghĩa là khắc phục hậu quả mang tính chất tự nguyện là kết quả tất yếu của quá trình chuyển hóa nhận thức và ý thức được hành vi vi phạm pháp luật. Không ai cho rằng mình không có tội mà lại đi khắc phục hậu quả. Trước đó, ngày 6 tháng 9, liên quan đến vụ án Hoa hậu người Việt tại Nga năm 2007, Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thủy Dung bị cáo buộc chiếm đoạt 16.5 tỷ đồng của ông Mỹ, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành quyết định thu hồi, tạm giữ 2,5 tỷ đồng từ ông Mỹ. Theo quyết định, căn cứ yêu cầu điều tra bổ sung của Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, cần thu hồi số tiền theo quyết định xử lý vật chứng ngày 9 tháng 11 năm 2015 và biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu ngày 11 tháng 1 năm 2016 của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh. Số tiền này ông Mỹ nhận vào ngày 24 tháng 11 năm 2015, nay cục đã ra quyết định tạm giữ, chờ xử lý chung với vụ án. Quyết định này xuất phát từ quá trình điều tra vào năm 2015, Thủy Dung bước đầu thừa nhận đã chiếm đoạt 9,5 tỷ đồng, trong tổng số 16,5 tỷ đồng, nên muốn được khắc phục hậu quả. Thủy Dung đề nghị dùng sổ tiết kiệm 2,5 tỷ đồng của mình đang bị tạm giữ để trả lại cho ông Mỹ, số tiền còn lại sẽ khắc phục sau. Được biết ngày 6 tháng 8 vừa qua, giữa ông Mỹ và Phương Nga đã có cuộc đối chất tại cơ quan điều tra để làm rõ các vấn đề liên quan đến lời khai mâu thuẫn giữa hai người.